Qua một vài dòng tin nhắn vừa rồi của một nhân viên với một chuyên viên CNB, chúng ta có thể thấy vấn đề này xảy ra ở rất là nhiều doanh nghiệp. Khi mà cuối tháng chuyên viên CNB tính công và gửi cho tất cả mọi người, công của mọi người chưa đúng và rất là nhiều người sẽ nhắn tin cho một chuyên viên CNB. Mặc dù chúng ta hiểu rằng chuyên viên CNB đã cố gắng hết sức để có thể tổng hợp được rất là nhiều dữ liệu để tính ra công của mọi người, tuy nhiên bằng việc thu thập dữ liệu chấm công thủ công, thu thập ngày phép thủ công, dẫn đến việc chúng ta xảy ra sai sót trong quá trình tính toán là điều có thể xảy ra. Có một số trường hợp chúng ta thiếu ngày công nhưng chúng ta cũng không có một căn cứ cơ sở nào để đối sát so với dữ liệu thực tế mà chuyên viên CNB gửi cho chúng ta. Bên cạnh đó, góc nhìn của người sếp và người lãnh đạo là luôn luôn muốn nhân viên tập trung 100% vào công việc của mình thay vì là dành cả một buổi hoặc là cả một ngày để rà soát dữ liệu công. Biết được những khó khăn của doanh nghiệp như vậy, tổng quan lại thì Bay Timesheet có thể giúp các chuyên viên CNB link dữ liệu chấm công từ Bay Check-in về Timesheet, link dữ liệu nghỉ phép từ Time Off về Timesheet. Và trên Timesheet chúng ta đã cài đặt sẵn công thức để tự động chuyển dữ liệu chấm công, chuyển dữ liệu nghỉ phép thành ngày công cho nhân sự. Và dữ liệu ngày công có thể tự động chuyển sang Payroll để tính ra lương. Tôi còn nhớ khi mới vào Base, lúc đó Base chưa sử dụng Base HRM, có những tháng tôi cần phải dành ra một buổi sáng để kiểm tra dữ liệu chấm công của mình. Tuy nhiên, khi bây giờ chúng tôi đã sử dụng Base HRM và sử dụng hệ thống Base Timesheet thì tôi có thể theo dõi dữ liệu chấm công của mình mỗi ngày, theo dõi ngày hôm đấy mình có đủ công hay không, ngày hôm đấy mình có quên chấm công hay không, ngày hôm đấy mình có bị trừ vì đi muộn hay không. Tất cả các dữ liệu tôi chỉ cần vô timesheet.base.vn là có thể theo dõi được rồi. Và để các anh chị hiểu rõ hơn về phần mềm Base Timesheet, bây giờ chúng ta sẽ cùng truy cập vào phần mềm để tìm hiểu về giao diện. Để tìm hiểu Base Timesheet, anh chị sẽ truy cập vào timesheet.base.vn. Khi truy cập vào đây, anh chị sẽ thấy thanh menu bên trái lần lượt là nút tổng quan. Chúng ta có thể theo dõi được tất cả các dữ liệu chấm công của từng nhân viên tại đây. Tiếp sau đó, chúng ta sẽ theo dõi bảng công của chính mình tại phần bảng công. Ở đây thì tôi có thể tự theo dõi bảng công của mình mỗi ngày, biết là mình có đủ công hay không, có đi muộn hay không, có bị khấu trừ hay không. Để hiển thị được như thế này thì công ty các anh chị cần phải viết công thức tính công lên trên hệ thống, thì chúng ta sẽ tìm hiểu thao tác tính công vào video tiếp theo. Phần chu kỳ là thể hiện ra các chu kỳ tính công của công ty các anh chị. Phần báo cáo là để đo lường ra tổng số công của từng người, tổng số công của cả công ty, số ngày làm việc, số ca đi muộn, người chăm chỉ nhất, những người yêu cầu nghỉ phép nhiều nhất, những người đi muộn nhiều nhất. Ở đây thì tôi có thể theo dõi những dữ liệu về sự vắng mặt hoặc là sự xuất hiện của người nhân viên. Tiếp sau đó là mục hoạt động để chúng ta có thể theo dõi được những dữ liệu đã bị chỉnh sửa trong quá khứ. Đây là giống như là lịch sử hoạt động trên cái hệ thống Timesheet này. Phần này là phần tùy chỉnh, nơi mà anh chị sẽ viết công thức cho từng thời gian làm việc. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về phần này vào video tiếp theo. Trong video này thì tôi muốn nhấn mạnh là cái phần bảng công này, thì đây là kết quả cuối cùng khi chúng ta dùng Timesheet, nơi mà người nhân viên có thể theo dõi bảng công của họ mỗi ngày để có thể kịp phản hồi với người CNB. Vậy là vừa rồi các anh chị đã được hướng dẫn về lợi ích tổng quan của Base Timesheet cũng như là giao diện của phần mềm. Mong rằng với phần mềm này có thể nâng cao trải nghiệm của từng người nhân viên, nơi mà họ có thể theo dõi dữ liệu chấm công, dữ liệu ngày công của mình vào mỗi ngày. Và mong rằng nó có thể giúp các anh chị chuyên viên CNB giảm thiểu áp lực và tiết kiệm thời gian vào cuối mỗi tháng, giúp người sếp có thể giảm thiểu nỗi lo về việc là nhân viên đang phải loay hoay tính công của mình vào cuối mỗi tháng. Mong rằng Base Timesheet có thể nâng cao chất lượng làm việc của công ty các anh chị. Cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi video này.